Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cách đây vài tuần thì T1 Bôn, Tổng Giám đốc T1 luôn, đã giới thiệu rằng T1 đang trong quá trình tạo ra một phết cơ phiên bản kỹ thuật số, hay nói ngắn gọn là phết cơ ảo, để giúp phết cơ đóng quảng cáo. Cho đến hiện tại thì phiên bản phết cơ ảo ấy cũng đã hoàn thành và được giới thiệu trên Instagram chính chủ của T1. Phết cơ ảo, chúc mừng năm mới fan với một số cử chỉ đơn giản. Theo như T1 chia sẻ, cơ ảo đã được sử dụng để quay quảng cáo vào nửa tháng trước, việc này giúp cơ có thời gian để nghỉ ngơi cũng như luyện tập cho trận đấu đối đầu với Frederic Barian. Kết quả là cơ cũng như T1 đã giành chiến thắng 2 không trước Frederic Barian, đây là một tín hiệu tích cực cho việc trở lại top đầu bảng xếp hạng lật cờ cờ của Quỷ Vương. Ngoài ra, T1 cũng cho biết đây vẫn chỉ là phiên bản thử nghiệm và cơ ảo này sẽ còn được cải tiến trong tương lai. Hơn nữa, khi đã hoàn thiện thì phết cơ ảo còn được dùng để giao tiếp với fan theo nhiều cách khác nhau, mục đích là giúp phết cơ không bị quá sức khi tham gia những hoạt động bên ngoài thi đấu liên minh huyền thoại. Mặt khác, fan hàn cũng thấy phết cơ ảo này khá đáng yêu và thú vị, nhiều fan còn háo hức đòi tê một ra mắt luôn cả áp điện thoại để ai ai cũng có thể sống ảo cùng phết cơ. Tuy nhiên, vì hiện tại, phết cơ ảo vẫn đang được T 1 dùng để quay quảng cáo theo hợp đồng nên yêu cầu này của Phan sẽ khó có thể thành hiện thực trong tương lai gần. Ảnh Internet.